Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với mảnh nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên, Thành cũng xin được gửi lời chào và cũng xin kính chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Không biết nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Qua đây Thành cũng xin nhắn nhủ tất cả mọi người khi ra đường hãy luôn đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang tái bùng phát ở thời điểm hiện tại. Video hôm nay Thành xin chia sẻ Basic 160 2021 ra mắt tại Mỹ với giá bán thật bất ngờ. Basic 160 2021 là chiếc xe tay ga Honda vừa mới ra mắt với nhiều trang bị công nghệ được chia sẻ từ người anh em SH 2020. Tuy nhiên, khi biết được mức giá của nó tại thị trường Mỹ, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy choáng váng. Vào khoảng thời gian đầu tháng 1 năm nay, Basic 160 đã có màn ra mắt vô cùng ngoạn mục tại Thái Lan. Sau bao sự mong chờ của người tiêu dùng tại đất nước chùa vàng nổi tiếng, từ thành công đó, Honda đã chọn Hoa Kỳ là bến đỗ tiếp theo của Basic 160. Nhưng đối với mẫu xe này ở thị trường Mỹ, Honda vẫn giữ nguyên tên gọi Basic 150 mà không làm tròn thành Basic 160 như thị trường Thái Lan và chỉ thêm vào năm sản xuất là năm 2021 để phân biệt với phiên bản cũ. Đồng thời, phiên bản Basic 150 2021 ở Mỹ có rất nhiều thứ khác biệt so với phiên bản ở Thái Lan. Diện mạo Basic 160 2021 bây giờ đã trông nam tính và thể thao hơn với cụm đèn lái được thiết kế lại, chẳng còn mềm mại và nhu mì như trước. Đặc biệt cụm đèn lái còn có một điểm nhấn đáng chú ý là dải đèn định vị ban ngày sắc sảo, tăng sự nổi bật khi di chuyển vào ban ngày. Khi vô tình bắt gặp Basic 160 2021, mình chắc chắn các bạn sẽ bị lôi cuốn bởi chiếc đèn hậu đẹp mắt và thanh lịch của nó. Chiếc đèn hậu này làm cho chúng ta cảm thấy hao hao giống với đèn hậu của những mẫu Alac đời mới. Tuy nhiên, đèn hậu Basic 160 2021 lại trông to lớn và hầm hố hơn hẳn so với người anh em cùng nhà. Màn hình LCD sắc nét và nịnh mắt là một trong những chi tiết mà mình thích nhất trên Basic 160 2021. Màn hình này có lối hiển thị và phông chữ y hệt như màn hình SH 2020. Bố cục rộng rãi và phông chữ to giúp cho việc quan sát trở nên dễ dàng hơn. Basic 160 2021 cũng sở hữu một ổ khóa smart key tân tiến giống như nhiều mẫu xe tay ga cao cấp của nhà Honda. Với chiếc ổ khóa thông minh này, nguy cơ bị mất trộm sẽ bị giảm xuống đáng kể, giúp cho chủ nhân có thể tự tin và thoải mái đậu xe ở những nơi công cộng. Song song với ổ khóa smart key xịn sò, Basic 160 2021 còn được trang bị cổng sạc USB tiện lợi, có thể sử dụng chung những thiết bị điện tử thông dụng như đồng hồ thông minh, điện thoại, cục sạc dự phòng, vân vân. Chiếc cốp rộng và sâu trên Basic 160 2021 có dung tích lên tới 30 lít, cung cấp một nơi chứa đồ đủ lớn để chủ nhân có thể cho vào những vật dụng cần thiết. Basic 160 2021 phiên bản Mỹ khác phiên bản Thái Lan ở chỗ thay vì sử dụng thắng đĩa trước sau như đất nước chùa vàng thì Honda lại chỉ trang bị thắng đĩa phía trước cho phiên bản ở Hoa Kỳ. Thắng sau vẫn sử dụng thắng đùm như đời cũ. Xe sẽ có hai phiên bản để người tiêu dùng lựa chọn là ABS và CBS. Basic 160 2021 phiên bản Mỹ vẫn có thông số kỹ thuật động cơ giống với Thái Lan khi trang bị động cơ ESP 156cc chia sẻ chung với SH 2020, cho ra công suất tối đa 15.5 HP, đạt ở ngưỡng tua 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 15 nanomet tại 6.500 vòng trên phút. Basic 160 2021 phiên bản Mỹ hiện đang có giá bán đề xuất là 3.800 USD đối với phiên bản CBS phanh thường, còn phiên bản phanh chống bó cứng ABS thì có giá đề xuất là 4.000 USD. Khi đổi ra tiền Việt thì sẽ có giá bán dao động từ khoảng 87,4 triệu đồng tới 92 triệu đồng. Dù không có thắng đĩa sao nhưng giá của Basic 160 2021 tại Mỹ lại đắt hơn 20 triệu đồng so với giá ở Thái Lan.
Và vừa rồi là thông tin về chiếc xe Basic 160/2021 đang được bán ở Mỹ. Và cái giá hiện tại rất cao so với ở Thái Lan. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.